đồng hành cùng với livestream của nhãn hàng dược mỹ phẩm La Roche-Posay và Vichy được phát trên cùng với là trang thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam Shopee. Và hôm nay thì Duyên sẽ cùng đồng hành với một khách mời nữa, chút nữa sẽ bật mí cho cả nhà mình ha. Hôm nay thì có rất là nhiều chương trình ưu đãi, bởi vì hôm nay chúng ta có một cái topic rất là hot của nhãn hàng dược mỹ phẩm của Vichy và La Roche-Posay, đó là vị thế vàng trong làng dược mỹ phẩm. Và riêng hôm nay thì có nhiều chương trình ưu đãi của hai nhãn hàng dành riêng cho Shopee của mình và những cái shopper, những cái người mà những cái bạn mà hay mua hàng trên trang của Shopee, được không ạ? Và các bạn ơi, khi mà xem livestream này thì các bạn nhớ comment, nhớ tương tác thật là thường xuyên lên, bởi vì là hôm nay mình sẽ có một phần quà dành cho mỗi trang fanpage trị giá là 1.700.000, để chúng ta nhau 1.750.000 cho một sản phẩm là Vichy B3 Serum, có nghĩa là cái sản phẩm mà có chứa niacinamide để làm sáng da đó ạ. Và một sản phẩm kem trị mụn Duo của nhãn hàng La Roche-Posay. Vậy thì các bạn nhớ comment, nhớ tương tác thường xuyên lên và nhớ đặt câu hỏi cho vị khách mời của cùng với Duyên và Duyên nha. Rồi, vậy thì để không để mọi người chờ lâu nữa, vậy thì bây giờ Duyên sẽ phải giới thiệu khách mời ngay lập tức đây. Đó là một bạn hot blogger Chloe Nguyễn. Hello chị Duyên, cảm ơn chị Duyên giới thiệu em. Và hello mọi người đang xem livestream này cùng với Chloe, chị Duyên, nhãn hàng La Roche-Posay và Vichy trên Shopee ha. Và ngày hôm nay thì chúng mình sẽ có rất là những cái deal tốt đến từ hai nhãn hàng này, là hai nhãn hàng dược mỹ phẩm mà Chloe cực kỳ yêu thích và mình cũng đã dùng rất là nhiều rồi. Đặc biệt là em nghĩ là thời gian mà em dùng hai brand này nhiều nhất chính là sau cái đợt lockdown năm ngoái. Thì thôi, cái này lát nữa mình sẽ chia sẻ với mọi người trong từng sản phẩm ha. Từng sản phẩm, rồi trong từng cái quy trình. Ngày hôm nay thì Chloe nhìn sơ qua trên bàn này thì có rất là nhiều sản phẩm mà Chloe thích. Chắc là trên bàn này Chloe đã dùng qua hết luôn rồi. Và mình thấy là có rất là nhiều deal tốt nha, cùng với những cái món quà xinh xinh ở bên này. Thì lát nữa Chloe và chị Duyên sẽ lần lượt share với mọi người lý do vì sao chúng mình nên mua những cái deal này. Ok, cảm ơn Chloe rất là nhiều, bởi vì đã tin dùng nhãn hàng dược mỹ phẩm Vichy cũng như là La Roche-Posay. Và các bạn biết không, nãy giờ là ở phía trong là Duyên với lại Chloe là đã coi sơ sơ qua những cái deal rồi. Nên là mọi người nhớ theo dõi để mà chọn cho mình những cái sản phẩm phù hợp sắp tới mình chăm sóc da ha. Và bữa giờ thì cũng chắc cũng lâu rồi chị không có livestream cùng với Chloe, chắc phải hơn năm rồi. Dạ đúng rồi, lâu lắm rồi chị, mình biết lại với nhau hơn một năm trời rồi mới ngồi lại với nhau. Vậy thì cái đợt vừa rồi thì thấy Chloe cũng hay đi du lịch rồi hay đi di chuyển nhiều á. Thì đợt đó chắc là bận nhiều. Dạ, nói chung là sau khoảng thời gian rất lâu không được du lịch của năm ngoái thì năm nay khi mà mọi thứ đã ổn trở lại thì em cũng bắt đầu đi du lịch. Nhưng mà mọi người cũng biết là khi mình đi du lịch đó, thì một trong những cái yếu tố mà thường gặp phải đó chính là da mình nó sẽ bị thay đổi theo thời tiết là một. Có thể là du lịch trong nước mọi người sẽ không thấy cái này quá rõ rệt, nhưng mà cái đợt mà em vẫn nhớ cái đợt mà da em lúc mà em đi được nước ngoài á, cái này 2 năm trước á, lúc đó là lúc mà thời cảm nhận rõ nhất của cái sự da mình thay đổi do thời tiết từ Việt Nam. Hồi lúc đó em sang châu Âu, em sửa em đi Pháp, thế là da em nó từ ở Việt Nam da dầu, khổ thiên dầu, qua Pháp một phát là nó thành khô luôn. Đó, cho nên là thời tiết là một yếu tố rất là ảnh hưởng rất là nhiều. Xong bên cạnh đó mình có ảnh hưởng về nguồn nước, nói chung là rất là nhiều thứ khác nhau. Cho nên là cái giai đoạn này khi mà Khôi thấy là mọi người bắt đầu đi du lịch nước ngoài lại rồi nè, bạn Khôi đang rục rịch đi, có người thì đi gần thì đi Thái, đi Sinh, có người đi xa hơn thì bắt đầu đi châu Âu và đi Mỹ nữa. Cho nên là mọi người nếu mà để chuẩn bị cho một cái mùa hè thật là năng động, đi thật là nhiều nơi, thì Khôi nghĩ là dưỡng da cũng là một cái mình cần chú ý rất là nhiều để mà da mình không bị ảnh hưởng. Cảm ơn Chloe rất là nhiều, bởi vì là nãy giờ Chloe đã nói một cái yếu tố mà dược mỹ phẩm Vichy với lại La Roche-Posay hay đề cập đến, đó là cái yếu tố về hệ tác nhân. Có nghĩa là có những cái thay đổi bên trong hoặc là bên ngoài khiến cho cái da của mình nó bị ảnh hưởng nhiều. Thì trong đó giống như Chloe đã chia sẻ với mọi người đó, là có nguồn nước nè, rồi có thời tiết nè, có khí hậu nè. Đặc biệt nữa là cái giai đoạn vừa rồi nếu mà Chloe đi là phải sử dụng khẩu trang cũng nhiều, đúng không? Cho nên là mình đã thay đổi một cái thói quen nữa rồi, xong rồi khẩu trang lại còn ở trên da mặt của mình thì nó sẽ khiến cho da mặt của mình khó chịu hơn. Vậy thì đôi khi là chị thấy là có những người là gặp những cái thay đổi như vậy thì họ sẽ có những biểu hiện như là sạm nám nè, hoặc là da của họ tiết dầu nhiều hơn nè, da khó chịu hơn nè. Vậy còn Chloe thì em có gặp vấn đề gì khi mà có những cái sự thay đổi đó không, hay là da vẫn đẹp như thế này? Trộm vía vậy, cảm ơn chị. Trộm vía. Thật ra là Chloe nghĩ là da của mình cũng sẽ giống rất là nhiều bạn, tức là không phải lúc nào nó cũng ở trong cái tình trạng ổn như thế này. Nói chung đợt này da em nó đang ổn nha, đang rất là trộm vía. Nhưng mà có những đợt thì nó cũng bị mụn liên tục.
Và thật ra nếu mà nói về quá trình trị mụn của em á, thì cũng trộm vía là cái tuổi dậy thì của em không bị mụn quá nhiều. Tuy nhiên em cảm thấy là em là tuyết người bị mụn trưởng thành nhiều hơn. Và nhất là sau cái đợt vừa rồi, cái cụm từ maskne á, khi mà mọi người gặp tình trạng mụn khi mình đeo khẩu trang nhiều và liên tục trong ngày, thì em bị mụn rất nhiều ở vùng cằm và vùng má. Đó là hai vùng lúc trước em không bị mụn. Lúc trước thì em thường bị mụn trên trán của em. Đúng rồi. Xong rồi đợt vừa rồi lockdown rồi cái đợt dịch này nó làm cái thói quen sinh hoạt của mình thay đổi, thì em bị maskne rất nhiều. Cho nên là người bạn đồng hành liên tục của em chính là Effacla. Vậy hả? Chắc là phải nhờ Chloe chia sẻ một chút xíu về cái quy trình chăm sóc da của Chloe một tí ha. Tại vì là thật sự ra là chị cũng làm trong lĩnh vực mỹ phẩm, nhưng mà có những cái chị không kiểm soát được. Ví dụ như đợt giống như là Chloe nói là mình đeo khẩu trang là mình bị mụn nè. Hoặc là khi mà tiêm ngừa, hoặc là khi sau một cái đợt dịch, đợt bệnh Covid đó, thì tự nhiên chị lại có những cái biểu hiện về da nó tệ hơn hồi xưa. Ví dụ như cũng bị mụn, giờ chắc là quay cam là sẽ thấy có một vài cái đốm thâm ở trên bề mặt da đó. Rồi thì cái da của mình nó trở nên nó yếu hơn, cho nên là mụn sẽ thường xuyên ở những cái vị trí như hàm nè, hay là vùng cằm nè. Vậy thì chắc là đợi một chút xíu để Chloe chia sẻ với cả nhà mình cái cách để mà Chloe chăm sóc da ở cái giai đoạn vừa rồi ha. Thì thật ra là em thấy cái routine của em lúc trước nha, lúc trước cách đây khoảng tầm 2-3 năm, khi mọi người có cái trend là mình dùng rất là nhiều step trong cái routine của mình á, thì đợt đó thôi cũng có thử làm theo. Tuy nhiên là sau một thời gian thì với lý do chính là em hơi lười, thì thật ra là em không có dùng quá nhiều bước như kiểu 10 bước Korean skincare routine đâu. Ý là hồi xưa mọi người có cái trend là mình sẽ làm rất là nhiều bước, tận 10 bước như Hàn Quốc đó chị. Chị nhớ. Thì thật ra em cảm thấy là ok, có thể là ở nước của họ, ở khí hậu lạnh, khí hậu khô thì như vậy nó sẽ tốt, nó sẽ hợp. Nhưng mà tuy nhiên mình phải nhìn nhận là mình đang ở Việt Nam, và với những bạn mà da dầu như da Chloe thì làm như vậy nó sẽ rất là dư ẩm. Cho nên là qua đợt đó và qua cái thói quen sinh hoạt của em á, thì em nhận ra là em thích hợp với một cái routine mà nó không cần quá nhiều bước nhưng mà nó đủ và nó phù hợp với tình trạng da lúc đó. Thì thật ra với nhu cầu skincare của em đi, thì bên cạnh những cái lúc mà da em nó đang hơi yếu, hơi nhạy cảm và có mụn, thì em sẽ có thêm những cái sản phẩm mà để làm sáng da nữa. Nhưng mà cái thời gian vừa rồi ha, khi mà mình đang nói về cái khoảng thời gian bị mụn đúng không? Đúng rồi. Thì đợt đó em dùng, như em nói, em dùng Lotion Clay rất nhiều, từ bước làm sạch cho đến serum dính cả kem dưỡng luôn. À, tức nghĩa là cái bước mà giống như Chloe chia sẻ thì nãy giờ chị hiểu là cái bước làm sạch của Chloe sẽ để ý chú trọng nhiều nhất. Dạ, tại đúng. Vì lúc nào cũng sẽ nói về cái những cái sản phẩm ví dụ như tẩy trang chẳng hạn. Dạ. Và cho chị hỏi một câu nữa, hơi ngoài tí xíu, là nãy giờ chị có nghe em chia sẻ là em đã sử dụng một số cái sản phẩm mà có nhiều step á, hồi xưa chị cũng hay sử dụng như vậy. Thì của nhiều thương hiệu họ cũng có 10 bước rồi, serum rồi xong rồi cái lotion, xong rồi cái cream này này kia. Thì nguyên nhân nào mà Chloe sẽ hướng đến cái dược mỹ phẩm hơn là những cái sản phẩm khác? Em nghĩ một trong những lý do vì sao mà không chỉ em mà có rất nhiều bạn cũng dùng dược mỹ phẩm, tuy là có thể da hồi xưa em nghĩ là mọi người sẽ nghĩ là chỉ dùng dược mỹ phẩm nếu mà da nhạy cảm thôi. Nhưng mà sau này em cảm thấy là cho dù những bạn có nền da ổn, những bạn da thường, da khô, thậm chí tất cả loại da đều thích dùng dược mỹ phẩm, là bởi vì cái yếu tố đầu tiên chính là dược mỹ phẩm là những sản phẩm được bán trong các bệnh viện ở Việt Nam. Như là ở Sài Gòn thì chúng mình có bệnh viện Da Liễu Hồ Chí Minh, thì đối với Chloe cái chuyện mà có một brand, một nhãn hàng bán trong bệnh viện thì nó chính là một cái yếu tố rất là quan trọng khi mọi người nhìn vào cái sự gọi là sao ta, nó là một cái thước đo, vậy đúng rồi, một cái thước đo và cái độ uy tín, niềm tin và cũng như là sự an toàn. Bởi vì Chloe biết là để mà được bán sản phẩm trong bệnh viện thì nó phải qua rất là nhiều step, chu trình khá là gắt gao, đúng không chị? Dạ đúng rồi, bởi vì là giống như Chloe đã nói thì để mà vào được bệnh viện, để mà listing được vào được bệnh viện á, thì cái quy trình cũng khó về cái bản thành phần. Và trước khi mà vào được listing á, tức nghĩa là sản phẩm được đưa ra thị trường á, thì các bạn này cũng rất khó về cái quá trình mà kiểm nghiệm lâm sàng. Có nghĩa là đối với dược mỹ phẩm á, là các bạn sẽ thấy có những cái bước kiểm nghiệm lâm sàng của bác sĩ. Ví dụ như là Roboset đang cùng đồng hành với hơn 90.000 bác sĩ da liễu để mà họ làm những cái kiểm nghiệm lâm sàng cùng với mình. Họ đưa đến tay của cái người bệnh nhân hoặc là những cái người chăm sóc da. Vậy thì những cái kiểm nghiệm lâm sàng đó sẽ chứng minh được rằng là cái dòng sản phẩm này sẽ phù hợp với người châu Á, dòng sản phẩm này sẽ phù hợp với người châu Âu, và sản phẩm này thì có thể dùng được cho da nhạy cảm hoặc là có khả năng điều trị hoặc là hỗ trợ điều trị ở một số cái bệnh lý nào đó. Cái này thật ra là gần đây em cũng mới được biết luôn, tức là lâu lâu khi mà mình xem các số liệu
về bao nhiêu là 90%+ phụ nữ như thế này, cảm thấy là những cái hiệu quả đó là trên da sau bao nhiêu ngày thế nào đó. Thì lúc trước em cứ tưởng đó là những con số mà hãng đem về từ một cái test chung ở bên châu Âu như thế nào đó. Nhưng mà mãi về sau này em mới biết là để mà claim được những con số đó thì hãng cũng phải làm một cái kiểm nghiệm như vậy ở Việt Nam, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Tức nghĩa là vừa làm kiểm nghiệm như vậy ở Việt Nam mà cái kiểm nghiệm lâm sàng đó cũng giống như là các cái sản phẩm về dược luôn. Nghĩa là dược mỹ phẩm thì vừa làm mỹ phẩm lại vừa phải đáp ứng cái tiêu chuẩn của dược nữa. Nên là giống như Chloe nói là độ an toàn thì cao. Sau này thì nhiều người biết đến, cho nên các bạn trẻ thì có xu hướng là sẽ lựa chọn dược mỹ phẩm nhiều hơn các cái sản phẩm khác. Vậy thì nãy có nghe Chloe chia sẻ rồi là khi mà em là em hay tập trung làm sạch. Vậy thì đối với cái sản phẩm làm sạch thì thông thường em sẽ chọn sản phẩm làm sạch như thế nào? Em nghĩ là em phải nói ngay về cái nước tẩy trang Micellar Water này của La Roche-Posay, bởi vì đây là cái sản phẩm nước tẩy trang mà em yêu thích nhất. Và thật ra là các bạn followers của em, những bạn mà đang xem trên page của Chloe thì chắc cũng biết cái này rất là rõ luôn. Và hầu như những cái đợt nào mà em thấy La Roche-Posay có điều tốt á, em cũng share bạn này và các bạn followers của em cũng dùng theo rất là nhiều. Và thật ra nha, trong các loại tẩy trang, từ nước tẩy trang, sữa tẩy trang, dầu tẩy trang, sáp tẩy trang, rất là nhiều loại, thì Chloe luôn có xu hướng là mình sẽ chọn nước tẩy trang. Bởi vì thứ nhất là nó rất là tiện. Em luôn cảm thấy cái hiệu quả khi mà mình dùng bông tẩy trang mình lau trên mặt sau một ngày, mình cảm thấy là nó ra những cái bụi bẩn, ra cái lớp make up á, nó rất là đã. Và thứ hai là nó rất là dịu nhẹ luôn, cho nên là Chloe cảm thấy là mình dùng nước tẩy trang, đặc biệt là của La Roche-Posay, rất là hợp, bởi vì nó vừa sạch mà nó vừa an toàn, dịu nhẹ trên da. Kể cả những lúc mà em có mụn, thật ra là bởi vì cho dù là da em có mụn hay không á, thì cái công việc của em nó đòi hỏi là em phải make up mỗi ngày. Chị hiểu. Thật ra thì nếu mà những lúc mà bạn có mụn thì tất nhiên mọi người nên hạn chế make up, đúng không? Nhưng mà công việc của Chloe không cho phép Chloe làm điều đó. Cho nên là những lúc đó, những cái cuối ngày Chloe về nhà, mình sau một ngày mình làm sạch da với lại nước tẩy trang này thì Chloe thấy rất là ổn. Bởi vì da mình không có bị kích ứng mà được làm sạch rất là nhẹ nhiều. Chứ là nãy giờ Chloe khen nhiều á. Không có đất cho chị Duyên nói, thôi giờ mình nhường chị nói sẽ vẫn. Cảm ơn Chloe nhiều. Thôi thật ra là chị nói thì Chloe đã khen những cái lời khen mà chị đang muốn khen cái sản phẩm rồi. Cho nên chắc là sẽ chia sẻ với các bạn tí xíu về cái cách sử dụng cũng như là một cái công dụng của bạn này một chút ha. Và sau khi mà Duyên chia sẻ công dụng xong á, là Chloe sẽ cho các bạn những cái deal hot cho sản phẩm này, được không ạ? Thì đối với cái bạn này á, thì bạn này sẽ có hai size, một cái size là size 400ml và một size nhỏ hơn là size 200ml. Cho nên là các bạn có thể xem trên giỏ hàng nếu như các bạn đặt hàng ha. Rồi bạn này thì sẽ có hai cái màu luôn. Màu thứ nhất là màu trắng này, đó là của dòng dành cho mọi loại da, đặc biệt là da nhạy cảm. Nhưng mà sẽ có một dòng màu xanh nữa là dòng của Effla, là dành cho da dầu và có mụn. Cho nên là nếu như bạn nào da dầu và có mụn sưng viêm hoặc là có mụn nội tiết thì các bạn có thể chọn cái dòng màu xanh, được không ạ? Còn dòng màu trắng thì tất cả mọi người đều sử dụng được. Và khi mà sử dụng đặc tính của Micellar đó, khi mà sử dụng thì sẽ có một cái lợi giống như Chloe đã chia sẻ với cả nhà mình đó, là rất là nhanh, rất là gọn, rất là tiện. Và đặc biệt nữa là các bạn không phải nhũ hóa kỹ cái sản phẩm. Thấy chị thấy là có nhiều bạn á, khi mà sử dụng các cái loại sáp hoặc là dầu á, mà nhũ hóa không kỹ cũng bị nổi mụn nữa. Dạ đúng rồi. Nói chung là bởi vì đây cũng là lý do vì sao mà em thích dùng nước tẩy trang hơn dầu tẩy trang một chút. Mặc dù hồi xưa các bạn có đợt các bạn sẽ hay so sánh là dầu tẩy trang thì mới là sạch nhất hơn, còn rồi. Nước tẩy trang thì các bạn vẫn cảm giác là nó hơi nhẹ nhàng quá. Nhưng mà thật ra đối với Chloe nha, Chloe nghĩ mình là một minh chứng rõ ràng nhất khi mà mình make up mỗi ngày và mình dùng nước tẩy trang để làm sạch mỗi ngày. Nhưng sạch, mà trộn vậy đúng, trộn vía là da Chloe vẫn sạch và mình không có bị bít tắc lỗ chân lông bởi vì mình không tẩy trang sạch. Cho nên Chloe nghĩ là bạn nào nếu mà trước giờ vẫn có một cái suy nghĩ là nước tẩy trang nó sẽ quá nhẹ và nó tẩy trang không sạch thì bạn hãy thử ngay nước tẩy trang của La Roche-Posay đi. Rồi, ok, cảm ơn Chloe rất là nhiều. Bởi vậy là Duyên sẽ có một cái bật mí nho nhỏ về các bạn khi mà sử dụng nước tẩy trang, đó là một cái tip nhỏ thôi ha. Thì thông thường á, khi mà chúng ta sử dụng nước tẩy trang á, chúng ta sẽ dùng bông cô tông, chúng ta kẹp trên bàn tay, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ lấy một lượng vừa đủ lên trên bông cô tông của mình và sau đó thì chúng ta sẽ lau nhẹ trên da. Nhưng mà đối với cái việc mà lau ngay lập tức á, thì các bạn sẽ khó làm sạch được cái sản phẩm trang điểm cũng như là các cái bụi bẩn bên trên da của mình. Bởi vì Micellar là một cái sản phẩm mà được trong đó có những cái phân tử gọi là phân tử ưa dầu và ưa nước, có nghĩa là bạn này có một đầu ưa dầu và một đầu ưa nước, cho nên là cái đầu ưa dầu này khi mà lên trên da của mình nó sẽ
liên kết cùng với cái sản phẩm dầu hoặc là cái dầu có sẵn trên bề mặt da của mình để mà nó làm sạch. Vậy thì khi mà để liên kết đó thì nó sẽ cần thời gian để nó gắn kết với nhau. Cho nên là khi mà chúng ta lấy bông cô tông xong rồi, chúng ta lấy tẩy trang lên xong rồi, chúng ta sẽ chậm nhẹ lên trên da. Chúng ta có thể bổ nhẹ hoặc là chậm nhẹ nhẹ, tắt nhẹ nhẹ trên da của mình. Và khoảng chừng 1 đến 3 lần kiểu như vậy, nhẹ nhẹ xong rồi các bạn hãy lau đi. Vậy thì các bạn có thể làm sạch được rất kỹ cái sản phẩm trang điểm mà các bạn không có nghĩ, không có sợ rằng là ở nước tẩy trang thì nó không sạch bằng các cái sản phẩm khác. Chỉ ở trước giờ em không có cái bước mà em tắt 1-2-3 lần này đâu. Nhưng mà em cảm thấy nó rất sạch rồi. Vậy thì tối nay về em sẽ thử thêm cái này nữa. Bởi vì là khi mà tắm xong thì cái lượng mình xài nó còn ít lại nữa. Tức nghĩa là mình còn tiết kiệm hơn được nữa. Và các bạn biết không, đối với La Roche-Posay á, thì các với bạn sản phẩm này là bạn này có khả năng lấy được bụi mịn PM2.5. Nên là cái bụi mịn PM2.5 này nó sẽ khiến cho cái lỗ chân lông của bạn nó bị bí tắc, có thể gây đến tình trạng mụn, hoặc là nó là bụi mịn mà nó nặng, nó có trọng lực á, thì nó sẽ về lâu về dài khi mà nó tắc ở trong lỗ chân lông, nó sẽ kéo cái da mình trùng nhão chảy xệ, nó kéo theo là da lão hóa nữa. Nên là khi mà lấy được bụi mịn PM2.5 thì các bạn loại bỏ được các vấn đề mụn cũng như cái vấn đề lão hóa lâu dài cho da sau này. Vậy thì cái bạn này rất là hot, giống như Chloe đã chia sẻ ha, tung lên cái là mau mau chóng chóng là hết luôn rồi. Cho nên là chị cũng rất là hay canh để mà mua bạn này. Vậy thì hôm nay mình có deal gì không? Chloe có share một cái deal gì dành cho shopping nhiên, không? Tất nhiên ngày hôm nay thì những sản phẩm mà Chloe và chị Duyên nhắc tới trong livestream này sẽ có những cái deal rất là tốt. Nhưng mà em nghĩ là trước khi mình đọc deal thì chắc là nãy giờ mình, hai chị em mình nói chuyện nhau nhiều quá, chắc là mình sẽ tranh thủ xem các bạn nãy giờ có câu hỏi gì không chị ha. Ok. Vậy các bạn ơi, các bạn nhớ là các bạn tương tác, các bạn comment, các bạn đặt câu hỏi nha, bởi vì có phần quà dành cho các bạn đó. Và phần quà duy nhất là một lần nữa là trị giá 1.750.000 dành cho B3 Serum, là cái sản phẩm mới của nhà Vichy, cộng với lại sản phẩm Duo của La Roche-Posay. Đây là sản phẩm dưỡng điều trị mụn và một cái sản phẩm là dưỡng sáng da thông nám. Vậy thì chúng ta có thể là điều trị mụn xong và chúng ta sẽ dưỡng trắng da, được không? Nói chung là chúng mình sẽ có tổng cộng là có đến 4 phần quà cho 4 bạn may mắn nhất là trên mỗi platform. Chúng mình đang livestream ở trên Shopee nè, trên page của Chloe, page của La Roche-Posay và page của Vichy. Nên là trên mỗi page chúng mình sẽ chọn ra một bạn tương tác nhiều nhất với Chloe và chị Duyên ngày hôm nay nha. Để tặng cho mỗi bạn một cái cặp sản phẩm này luôn. Và công bố sẽ là vào ngày 21 tháng 4. Cho nên là các bạn mình trong suốt cái livestream này, các bạn nhớ comment nhiều nhiều và các bạn nhớ tương tác nhiều nhiều nha. Thả tim nữa nè. Rồi, để coi có câu hỏi gì không nha. Dạ rồi. Em thấy các bạn comment trên Facebook của bạn Nguyễn Thư là sản phẩm của La Roche-Posay dùng rất là phê. Dùng rất là phê. Dùng rất là phê, chắc là dùng rất là thích á. Ok. Rồi, em là fan cứng nhà La Roche luôn ạ. Em thấy có những bạn đặt câu hỏi về B5 nữa. Thì chắc là lát nữa đến khi mình nói đến cái đó rồi mình chút sẽ có trả lời luôn ha. Luôn ha. Cho nên là có một câu hỏi của bạn Hoàng Quyên. Đó là bạn có hỏi là Chloe ơi, thì em dùng sữa rửa mặt La Roche-Posay, da dầu mụn cảm thấy hơi khô thì nên làm thế nào? Chloe có bao giờ sử dụng sản phẩm mà bị cảm thấy cái da của mình nó bị khô hay nó bị căng không? Trước giờ thì Chloe dùng cái gel rửa mặt Everclear của La Roche-Posay thì Chloe không thấy bị khô. Tuy nhiên Chloe nghĩ là một trong những điều mà Chloe vẫn hay nói với mọi người là cho dù bạn dùng sữa rửa mặt dạng gì, dạng có tạo bọt sẵn rồi hay chưa, thì em vẫn luôn khuyên các bạn là mình nên tạo bọt trên tay trước. Trước khi mình rửa lên mặt thì như vậy thì nó sẽ đỡ cái tình trạng mà khô căng hơn. Bởi vì nếu mà bạn không tạo bọt trước mà mình tạo bọt trên da của mình á, thì Chloe nghĩ là dùng sữa rửa mặt nào cũng sẽ gặp tình trạng này. Cảm ơn Chloe rất là nhiều. Cái này là cũng một cái ý mà chị cũng muốn chia sẻ. Đó là có một số bạn thì mình, một là mình chưa có quen á, cho nên là mình thấy là mình làm gì cho nhanh cũng được, cái mình lấy sữa rửa mặt ra rồi mình chấm 5 điểm trên mặt giống như mình đánh kem vậy đó. Xong rồi bắt đầu mình lấy nước mình tạo bọt ngay trên da của mình, thì cái việc đó nó sẽ không đều cái bọt và nó sẽ không làm sạch được đúng những cái vị trí mà mình cần làm sạch, và nó sẽ để lại cái sự căng cứng khó chịu trên da của mình. Thì các bạn cũng sẽ lưu ý về cái cách sử dụng sữa rửa mặt, bất kỳ nhãn nào cũng vậy, vậy hay là bất kỳ cái dạng kết cấu nào cũng vậy, thì các bạn nhớ tạo bọt trước khi mà các bạn rửa mặt của mình. Rồi thứ hai nữa là cái thời gian rửa mặt đừng có quá dài, các bạn chỉ rửa đâu đó trong khoảng 15 giây cho đến 30 giây thôi. Mình đừng có kéo dài cái thời gian rửa mặt ra 2-3 phút kiểu giống như đi gội đầu xong rồi massage tức quá đúng không ạ? Ok, nào khoảng chừng 30 phút sau là cái da của mình nó sẽ khô. Rồi
thêm một cái nữa là khi mà mình bị mụn thì mình mới sử dụng sữa rửa mặt điều trị mụn đúng không ạ? Sữa rửa mặt trong bộ điều trị mụn. Vậy thì chúng ta sẽ cố gắng là kiểm tra xem là da của mình nếu như nó thiếu độ ẩm thì các bạn nhớ phải bổ sung độ ẩm trong suốt quá trình điều trị mụn. Thì như vậy da của mình nó sẽ bớt cảm giác căng kéo khó chịu ha. Rồi, cảm ơn Hoàng Nguyên. Hồi nãy có một ý chị nói là mình không nên rửa mặt quá lâu á. Thì cái này em cũng thấy là ví dụ như với những bạn mà dùng máy rửa mặt đi, thì ví dụ như Chloe dùng máy rửa mặt của Foreo, thì Chloe thấy là chính Foreo cũng cái chu trình rửa mặt á cũng chỉ trong 60 giây mà thôi. Đúng rồi. Nói chung là họ chính cái máy rửa mặt cũng không cho mình rửa mặt lâu hơn như thế nữa. Cho nên mọi người nhớ cái ý mà chị Duyên nói, Chloe thấy rất thích và rất đúng, mà nhiều bạn có khi là chưa có để ý á, đó chính là mình đừng có ham mà mình rửa mặt lâu quá nha. Càng lâu càng mình cảm thấy nó sạch kinh kít, nhưng mà vậy thì nó khô lắm. Rồi em nghĩ là chắc là em sẽ công bố luôn cái deal của cái sản phẩm này đúng không? Còn một nhiều câu hỏi lắm. Dạ, Chloe okay. Ơi, nhưng mà có Duyên và Chloe sẽ trả lời từ từ các câu hỏi của các bạn. Dạ, ha. Ok. Deal của cái chai nước làm sạch sâu và tẩy trang cái da nhạy cảm micellar water này ở size 400ml thì sẽ được tặng gel rửa mặt làm sạch cho da dầu nè. Ngoài ra là nếu mà mua trong khung giờ vàng là khung giờ hot hour đó thì chúng mình sẽ được tặng thêm một cái bông tẩy trang 50 miếng cộng với một xịt khoáng 50ml nữa. Và bên cạnh đó còn có một cái bộ trial kit 107.000. Wow. Vậy thì các bạn ơi, khung giờ vàng của Shopee á là từ 9 giờ cho đến 12 giờ và một cái khung giờ nữa là từ 8 giờ tối cho đến 12 giờ đêm là 20 giờ cho đến 24 giờ đó các bạn. Vậy thì các bạn nhớ nha, khung giờ vàng hiện tại sẽ có hai khung giờ vàng từ 9 giờ trưa, 9 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa và 8 giờ tối cho đến 12 giờ tối. Và cái hôm nay là cái sản phẩm này là giá là mình đang có hot deal. Đúng rồi ạ. Ok rồi, vậy thì các bạn ơi, nếu như mà các bạn đang tìm cái sản phẩm để mà các bạn làm sạch da, các sản phẩm tẩy trang, thì các bạn hãy chọn ngay deal này vào trong giỏ hàng của mình nha. Ngoài ra thì hình như là có những cái code để mà các bạn discount hoặc là... Dạ đúng rồi, ngày hôm nay em trong livestream này thì chắc chắn là Chloe và chị Duyên cùng với đại diện nhãn hàng chắc chắn là cũng sẽ dành cho mọi người những cái voucher rất là hot. Và mọi người đợi chút xíu nữa thôi ha, chắc là bây giờ Chloe sẽ chuẩn bị, nhờ bộ phận kỹ thuật chuẩn bị để mình tung cái voucher này lên trên app. Những bạn nào mà xem trên app Shopee thì có thể lấy voucher luôn, hoặc là những bạn đang xem trên Facebook, trên livestream thì chúng mình sẽ có một cái code và nó cũng sẽ xuất hiện ở trên banner luôn. Vậy thì chúng ta nhanh tay chụp lại cái màn hình để mà ghi nhớ cái mã code và chúng ta sẽ dùng cái mã code đó để mua hàng ha các bạn ha. Là mình sẽ có hai cái voucher đúng không ạ? Có thấy hai cái voucher rồi. Bây giờ bộ phận kỹ thuật đang chiếu hai cái voucher đó lên, đợi Duyên tí xíu nha, để Duyên xem nào. Voucher đầu tiên là Laro Life và voucher thứ hai là Vichy Life thôi mọi người. Dạ, thì chúng ta sẽ có hai cái voucher mọi người mình có thể lưu lại nha. Một cái là Laro Life dành cho sản phẩm La Roche-Posay và một cái là Vichy Life dành cho sản phẩm của Vichy, được không ạ? Các bạn nhớ ghi lại, nhớ lưu lại nhé. Rồi, vậy thì qua một cái bước đầu tiên đó là bước bước làm sạch. Tức nghĩa là Chloe đã làm sạch rất kỹ với lại sản phẩm tẩy trang. Nhưng mà các bạn nhớ là tẩy trang là các bạn phải có thêm cái sữa rửa mặt nữa nha. Chloe chỉ mới chia sẻ cái tẩy trang thôi, nhưng mà các bạn nhớ là sau khi tẩy trang xong thì các bạn sẽ sử dụng sữa rửa mặt. Còn nếu các bạn có thể sử dụng toner, thêm một cái bước làm dịu là xịt khoáng nữa để càng tốt ha. Vậy thì làm sạch xong rồi thì chắc chắn là trong cái quá trình mà mình đang bị những cái vấn đề về mụn thì mình phải có sản phẩm điều trị mụn đúng không ạ? Vậy đúng, nãy giờ và Chloe chờ rất lâu để mà Chloe có thể nói đến sản phẩm này, bởi vì đây là bản thân của Chloe và trên Instagram của Chloe có một cái story đó là sản phẩm duy nhất mà em dùng xong em đã phải cắt cái tuýp này ra để mà em dùng cho còn sót lại cho nó hết luôn. Bởi vì tại vì cái lúc đó em cũng không có một cái sản phẩm, có một cái thay thế ở nhà lúc đó. Hiểu. Ý là em hết, em chưa kịp mua thêm á. Okay, thế là ngay lúc đó rất là cần dùng, và đó chính là bạn Effacar Duo cộng của La Roche-Posay. Đây là kem giảm mụn trong 12 giờ. Và Chloe nghĩ là những bạn nào mà đã dùng qua các sản phẩm này rồi thì cũng sẽ đồng ý với Chloe là chắc là không thể sống thiếu nó, không thể mà không có nó ở trong cái kệ skincare của mình. Chloe rất thích bạn này trong cái khả năng là mình sẽ giảm dầu trên da. Thật ra em dùng cái bạn này á, em cảm thấy là nó điều tiết cái bản nhờn trên da rất là tốt. Và cũng như là
những lúc mà vừa mới chớm có mụn đó, em sẽ thoa bạn này lên và em cảm thấy là mụn nó sẽ từ từ nó xẹp luôn. Đúng rồi, tại vì bạn này được đánh giá là có được gọi là sao ta, công bố là có khả năng giảm mụn sưng viêm trong 12 giờ, tức nghĩa là cái mụn đang sưng viêm như thế này các bạn thoa lên thì sau 12 giờ cái mụn sưng viêm đó nó sẽ co nhỏ lại, nó sẽ xẹp, nó không còn viêm nữa. Dạ, đó nên là nói chung là nó để nói về trị mụn đó thì lúc trước thời nghĩ là lâu lâu mình sẽ phải thay đổi cái sản phẩm chống mụn của mình, lâu lâu phải thay đổi một lần. Nhưng mà từ lúc mà Khôi dùng Effaclider cộng đến giờ chắc là phải qua tuyết thứ tư, thứ năm gì rồi. Nhưng mà Khôi cảm thấy là mình dùng vẫn rất là hiệu quả và không có nhu cầu thay thế. Cái cách sử dụng của Chloe thì thường Chloe sử dụng như thế nào? Thật ra nha chị, thật ra có những hôm mà em cảm thấy là da em nó nhiều mụn quá, có những đợt mà mình stress, mình căng thẳng, da hơi break out chút á, thì có khi là em chỉ làm sạch da, em dùng toner và em dùng thêm Effaclider. Là thôi. Dạ là thôi. Là những hôm em cảm thấy là da em nó đang căng thẳng quá, nó nhạy cảm quá, nó không thể ăn được nhiều đúng không? Dạ đúng. Cho nên mình giảm cái bữa ăn của nó xuống. Dạ đúng. Và đây cũng là một điều mà em học được từ các bác sĩ da liễu, đó chính là những hôm mà da mình nó quá mệt á thì thực sự là da mình nó cũng sẽ không có khả năng mà thẩm thấu quá nhiều bước skincare đâu. Cho nên là những lúc đó thì bác sĩ sẽ khuyên là mình chọn một cái bước quan trọng nhất để mình dùng. Thì đối với em đó sẽ là Effaclider trong những thời gian đó. Ok, cảm ơn Chloe rất là nhiều ha. Thì đối với bạn Effaclider này, giống như là Chloe đã chia sẻ, thì bạn này có khả năng giảm mụn sưng viêm trong vòng 12 tiếng. Tức nghĩa là khi chúng ta đang bị viêm mụn thì chúng ta thoa liền, thì sau 12 tiếng thì cái mụn sưng viêm đó nó sẽ xẹp, nó sẽ không còn viêm, không còn nóng, không còn đỏ, không còn đau nữa. Và các bạn cũng lưu ý khi chọn sản phẩm Effaclider này, các bạn biết không, thì mụn nó sẽ chia ra làm hai loại, đó là mụn có sưng viêm và mụn không có sưng viêm. Thì đối với bạn nào mà có cả mụn sưng viêm và mụn không sưng viêm thì chúng ta sẽ chọn Effaclider. Và khi sử dụng thì các bạn sẽ thoa lan đều mỏng toàn vùng, các bạn đừng chấm lên đúng một cái đốm mụn thôi. Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ chấm ngay tại một điểm á, thì có thể là một số bạn da mỏng quá, nó có thể là cái vị trí đó nó sót hoặc là nó nóng da, nó có thể nó cháy cái vùng da đó ha. Nên là chúng ta yêu cầu của nhà sản xuất đó là chúng ta phải thoa mỏng và thoa toàn vùng. Thứ hai nữa là mụn cũng chia theo độ tuổi nữa, có nghĩa là mụn trưởng thành và mụn dậy thì. Vậy thì đối với các bạn nào mà có mụn nổi ở những cái vùng như là vùng trán nè, vùng trước mặt luôn, nói chung là toàn mặt luôn, chỗ nào cũng nổi được hết trơn á, gọi là mụn nổi loạn á, thì mụn đó là rơi vào dòng mụn dậy thì. Và khi mà mụn dậy thì chúng ta chủ động chọn Effaclider. Nhưng mà ví dụ như có những bạn mà ở lứa tuổi mà sau dậy thì, gọi là trưởng thành á, hoặc là ở độ tuổi trung niên như chị Duyên đây, thì đôi khi có mụn thì cái mụn đó gọi là mụn nội tiết, nếu như mà nó tập trung nhiều ở vùng hàm và cái vùng mà khuất, chung là khi mà lớn tuổi rồi người ta hay khép nép e thẹn á em, cho nên là cái mụn nó cũng chạy ngược về sau á, thì lúc đó các bạn sẽ chọn một cái sản phẩm khác của Effaclar, đó là sản phẩm Effaclar Serum. Vậy thì khi mà chúng ta bị cái mụn vị trí nổi ở vùng hàm thì chúng ta sẽ chọn Effaclar Serum dùm cho chị Duyên ha. Và cách sử dụng thì hai bạn này đừng có sử dụng chồng với nhau, có nghĩa là bạn này sẽ sử dụng riêng và bạn này sẽ sử dụng riêng. Thì bạn này lại có công dụng, có ba công dụng là vừa thu nhỏ lỗ chân lông nè, làm sáng da, làm sáng thâm mụn á, rồi lại còn điều trị mụn trưởng thành. Và đối với bạn này á, bạn duo á, thì bạn duo có khả năng là điều trị mụn và làm ngăn ngừa thâm mụn. Thì hai bạn này sẽ lựa chọn ở hai độ tuổi khác nhau và sử dụng sáng tối, sử dụng cho toàn vùng, các bạn đừng sử dụng ở một điểm nha các bạn nha. Rồi không biết là deal hôm nay mình cũng có duo nữa ha Chloe ha, hồi nãy mình thấy có. Đúng rồi, bên cạnh và một cái vật mí rất là quan trọng đó chính là hôm nay thì chúng mình, mọi người không biết mẹ em có để ý là Chloe có một bộ quà rất là xinh bên cạnh Chloe không, thì cái set quà này là có một cái mũ nè, bucket hat, và một cái dây để mà mình đeo khẩu trang á, rất là xinh và dễ thương luôn. Thì đây chính là cái set quà mọi người sẽ nhận được khi mà mua Effaclider cộng hoặc là Effaclider Serum. Đó là chung là mua một trong hai sản phẩm này là sẽ nhận được cái set quà này. Trời ơi, dễ thương quá trời luôn. Nãy giờ chị tưởng cái dây đeo tay nha. Rất là đặc biệt ơi. Dạ đúng rồi, bây giờ mọi người có cái trend là mình sẽ đeo vào cái khẩu trang á, để mình luôn luôn có thể giữ được khẩu trang bên mình. Chị và rất là xinh luôn. Cái lâu lâu thả xuống á các bạn. Dạ đó, nó rất là xinh. Nó lại vừa giữ được cái khẩu trang của mình nó không bị lạc đi á. Dạ đúng. Vậy thì deal của sản phẩm này ngày hôm nay chúng mình sẽ là deal cho Effaclider cộng ha. Thì mình sẽ được tặng xịt khoáng Thermal Spring Water 50ml. Và ngoài ra thì nếu mà mua trong khung giờ vàng thì cũng sẽ được tặng một cái hộp bông tẩy trang 50 miếng, một cái xịt khoáng 50ml nữa và một cái bộ trial kit 107.000. Nói chung là quà cộng lại sẽ có rất nhiều quà, trị giá cũng rất là cao luôn. Wow, rất là thích ha. Vậy thì bạn nào mà đang có những cái vấn đề về mụn hoặc là lỗ chân lông to thì các bạn nhanh chóng chọn cái giỏ hàng cho mình nha. Nãy giờ là qua mụn rồi đúng không? Bây giờ sẽ là cái giai đoạn là mụn. Thì không biết là sẽ có những câu hỏi gì về mụn. Hồi nãy có một bạn
cũng bảo là bạn rất là thích cái sản phẩm Efficacy Serum này. Đâu rồi, em vừa mới thấy comment của bạn. À, bạn Oanh Bùi comment là cách đây 2 tuần tình trạng da của mình nổi mụn vùng cằm. Sau đó dùng serum Effaclar trong một tuần dùng liên tục sáng tối, da cải thiện khá ổn định. Chắc bây giờ là fan của Lush Posay luôn. Trời ơi, cảm ơn bạn Oanh rất là nhiều, quá dễ thương. Rồi có một bạn Thùy Dương nữa, bạn Thùy Dương hỏi là mụn ẩn lỗ chân lông to em nên dùng gì để giảm mụn và có nên nặng mụn ẩn không? Nếu có thì nặng mụn nên skincare như thế nào? Và có nên dùng kem chống nắng ngay sau đó không? Cái này hỏi chị Chloe đi, bởi vì là Chloe sẽ có cái cách để mà chia sẻ cho các bạn rất là gần gũi ha. Thật ra nếu mà để nói về mụn ẩn có nên nặng không á, thì câu trả lời của Chloe sẽ là mình sẽ không bao giờ tự nặng mụn ẩn. Okay. Bởi vì Chloe cảm thấy là mình sẽ thứ nhất là em cảm thấy là em nặng mụn nó dễ bị xu lắm chị. À xu. Okay. Nói chung là hôm nào mà Khôi nặng mụn là ngày hôm sau tim Khôi biết là tại chỗ đó nó sưng lên. Nặng mụn là cũng phải có bàn tay nặng mụn. Đúng rồi. Nên thật ra nói về chuyện nặng mụn thì em nghĩ là mụn ẩn mình vẫn nên lâu lâu nên đi lấy mụn ẩn ở spa. Tuy nhiên là mình sẽ lấy ở những chỗ uy tín sạch sẽ và mình sẽ không có tự làm. Tiếp theo về chuyện mà có mụn ẩn thì có dùng kem chống nắng không, thì câu trả lời là da nào cũng phải dùng kem chống nắng hết. Okay. Bởi vì nếu không thì nếu da vẫn sẽ có mụn và da còn sạm đi nữa. Nói chung là và đặc biệt là nếu mà các bạn mà dùng những cái sản phẩm mà có những cái hoạt chất để mà trị mụn á thì da mình sẽ càng nhạy cảm với nắng mặt trời nữa, cho nên là bắt buộc kem chống nắng là bắt buộc luôn ha. Rồi, cảm ơn Chloe rất là nhiều và chia sẻ thêm với bạn Thùy Dương nữa, đó là mụn ẩn thì chúng ta nên lấy, bởi vì là sau một thời gian mà chúng ta không lấy mụn á thì nó sẽ nằm ở cái cầu mụn, nó sẽ nằm ở dưới da của mình và gặp một cái tác động nào đó nó sẽ tiếp tục nó trồi lên trên hoặc là nó sưng, nó viêm thì các bạn sẽ cảm thấy khó chịu hơn. Và trước khi nặng mụn ẩn thì chúng ta nên sử dụng những cái sản phẩm để mà điều trị mụn, bởi vì là nó sẽ giúp cho cái việc thanh tẩy cái lớp tế bào chết bề mặt á, thì mụn nó dễ dàng nó được lộ lên trên và các bạn sẽ dễ lấy được hơn. Thứ hai nữa là đi ra ngoài để cho các kỹ thuật viên họ có tay nghề, họ làm thao tác nó được thuận tiện hơn, bởi vì các bạn nằm á, thì kỹ thuật viên họ làm á, nó sẽ xuôi cái chiều lỗ chân lông của bạn và bạn không có bị cái tình trạng là cái vết thương nó bị loét nặng hơn ha các bạn ha. Rồi còn nếu như mà các bạn có nhu cầu về chăm sóc da mụn chẳng hạn thì các bạn cũng có thể lựa chọn những cái đơn vị uy tín, và thậm chí như là Vichy, dược mỹ phẩm Vichy cũng có Vichy Boutique and Spa nữa, cho nên là các bạn có thể là đến spa của Vichy để mà thực hiện cái việc cái trong chương trình điều trị mụn. Rồi, ngoài ra là câu hỏi về kem chống nắng thì chắc là rất là nhiều bạn cũng có cùng câu hỏi với bạn Dương luôn. Bởi vì là bị mụn thì mình sợ sử dụng những cái sản phẩm để mà chống nắng, bởi vì là cảm thấy là nó sẽ bích tắc cái lỗ chân lông của mình, nhưng mà không có phải đâu ha. Trị mụn cũng cần cái thời gian mà các bạn phải sử dụng kem chống nắng để các bạn tránh cái tình trạng là những cái tổn thương sau mụn á, nó khiến cho cái gặp với lại cái tia nắng mặt trời á, nó sẽ khiến cho da của bạn nó sẽ tối hơn, nó sẽ thâm sạm lại, và cái quá trình thâm sạm đó còn khó điều trị hơn là cả quá trình điều trị mụn nữa các bạn. Rồi, em thấy có một bạn hỏi câu hỏi cũng khá là hay và khó trả lời. Cho nên nhân có chị Duyên ở đây là em phải hỏi chị Duyên. Bạn Tô Ngân hỏi là lâu lâu có mụn viêm sưng đỏ nhưng không có nhân, không có cồi. Khi mà vỡ mụn ra thì toàn là máu bầm. Thì nên sử dụng sản phẩm gì ạ? Ok, cảm ơn bạn Tô Ngân rất là nhiều và cảm ơn Chloe đã đặt cái đã đọc cái câu hỏi này lên. Bởi vì câu hỏi này là cũng nhiều bạn gặp lắm. Thì cái mụn thứ nhất là cái mụn mà không có nhân á, thường nó sẽ rơi vào cái mụn nội tiết. Vậy vì nên là Tô Ngân sẽ để ý xem là cái mụn nó thường nó nổi ở vị trí nào. Mà theo như chị Duyên biết thì nó sẽ nổi ở vị trí vùng hàm là nhiều, bởi vì nó là mụn nội tiết cho nên nó sẽ tập trung ở cái vùng dưới cái gương mặt của mình. Và khi mà không có nhân thì chúng ta chủ động nặng thì nó sẽ làm vỡ những cái mao mạch máu, cho nên bạn sẽ thấy máu và các cái dịch tiết ra của cái vị trí mụn đó. Và nếu như chúng ta thao tác không đúng thì các cái dịch tiết này nó sẽ lan đều ra và khuẩn nó sẽ lan trên bề mặt da của mình, nó sẽ đến những cái vị trí khác dễ bị lan mụn hơn. Vậy thì các bạn sẽ sử dụng cái bạn Effaclar Serum. Nếu như mà hồi nãy mình có chia sẻ là mụn nội tiết thì chúng ta sẽ sử dụng Effaclar Serum. Và có thể là nó sẽ có hai trường hợp dẫn ra. Một á, là các bạn sẽ thoa lên xong rồi khoảng chừng độ 2 tuần sau mụn nó sẽ xẹp hoàn toàn, lặn hoàn toàn luôn, coi như là tiêu hẳn mụn luôn. Hai là bạn này sẽ giúp cho cái cồi mụn nếu mà có nó sẽ gom lại, và sau đó các bạn đi đến các cái đơn vị, các cái nơi mà chăm sóc da các bạn sẽ lấy ra được dễ dàng hơn. Cho nên là đừng có chủ động nặng nha, nó sẽ làm thẹo hoặc là sẽ gây cái tình trạng là thâm sâu mụn, gọi là tổn thương sâu mụn, sâu viêm á. Đúng. Và thật ra em cảm thấy là chuyện cái câu chuyện trị mụn là một cái câu chuyện mà mỗi người sẽ rất là khác nhau. Và mỗi loại mụn thì sẽ có những cái cách
trị khác nhau và cũng như những sản phẩm phù hợp với nhau. Cho nên là em nghĩ là trong trường hợp mà vẫn cảm thấy khó tự chữa quá thì câu trả lời cuối cùng vẫn là luôn luôn đi khám bác sĩ. Đúng rồi, luôn nếu lời như khuyên mà bác mụn sĩ của mình mà nhiều quá, mà thí dụ như một vị trí mà trên 20 cái nốt mụn là coi như là mụn nặng vừa rồi á, thì các bạn nên đi đến thăm khám tại bác sĩ da liễu. Còn ví dụ như mụn mình rồi mà rải rác thì các bạn, nếu như các bạn cũng không chắc chắn về cái sản phẩm mà các bạn đang lựa chọn hoặc là sắp lựa chọn, thì các bạn có thể nhắn tin trên fanpage, bên trên fanpage hoặc là trên web của Shopee, trên sàn, trên gọi là platform của Shopee á, thì sẽ có những bạn tư vấn viên, bạn đó sẽ dẫn đến những cái sản phẩm phù hợp cho mình. Rồi. Ok, cảm rồi. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn cả nhà mình ha. Vậy thì tiếp tục và cái câu chuyện là điều trị mụn thì sau khi mà điều trị mụn xong thì tất nhiên là sẽ có những cái tổn thương sau mụn. Cho dù là mình có nặng đúng cách hay không đúng cách nó cũng sẽ có những tổn thương, và cái tổn thương mà đau lòng nhất là tổn thương để lại vết thâm trên da mặt. Chị cũng bị ha, và cái vết thâm đó nó như cứa vào tim chị vậy đó các bạn. Cho nên là hôm nay sẽ hỏi Chloe là tại sao trộm vía sau khi bị nổi mụn rồi da của Chloe vẫn mịn màng, vẫn đều màu như thế được. Thì cảm ơn chị nhiều. Thật ra là khi mà nói đến skincare và nhất là cái chuyện là dưỡng da lại sau mụn á, thì chúng mình sẽ dùng, em cảm thấy là sẽ không có một sản phẩm nào mà có thể giải quyết hết được tất cả các nhu cầu của mình. Cho nên là mình sẽ phải kết hợp dùng các sản phẩm khác nhau. Ví dụ đối với Chloe thì sau khi mà mình dùng những cái bước đặc trị xong thì mình sẽ có dùng kem dưỡng đúng không? Thì một cái kem dưỡng mà Chloe cảm thấy là dùng trong cái trường hợp da nào cũng được, cũng ổn và rất là an toàn chính là bạn Cica Plus Balm B5 của La Roche-Posay. Bạn này thì em dùng vào những lúc mà da mình đang có mụn hoặc là những lúc mà da em đang rất là nhạy cảm, như kiểu là những hôm mà em cảm thấy là không hiểu tại sao rửa mặt xong mà da em nó bị ngứa. Mặc dù là em dùng cùng một loại rửa mặt đó nha, nhưng có những hôm em rửa mặt xong em bị da hơi ngứa, hơi kích ứng, hơi rát một chút, thì ngay lập tức em dùng kem dưỡng này lên thì da em nó sẽ calm lại, nó sẽ dịu lại liền. Đó, và sau khi dùng, có những hôm mà cảm thấy là da em nó không có mệt quá thì em dùng duo cộng xong em dùng thêm cái bạn kem dưỡng này. Ok rồi, cảm ơn Chloe đã chia sẻ về cái bạn này. Thì bạn này là bạn yêu thích của mọi nhà, có nghĩa là bạn này được gọi là bạn sản phẩm của gia đình luôn á cả nhà. Bạn này có thể sử dụng cho trẻ sơ sinh cho đến người lớn luôn. Và đặc biệt nữa là bạn này có thành phần là B5, có nghĩa là vitamin B5 ấy, thì bạn này sẽ làm liền danh cái tổn thương trên da của mình. Nên là sau khi nặng mụn về hoặc là sau khi chúng ta điều trị mụn, chúng ta có những cái tổn thương nhất định thì các bạn có thể sử dụng trực tiếp cái Cica Plus Balm B5 này trên da luôn. Hoặc là giống như Chloe chia sẻ là trong quá trình điều trị mụn luôn ha, mà da Chloe cũng là da hơi hỗn hợp đấy, có nghĩa là cũng có dầu, nhưng mà Chloe sử dụng sau cái bước sử dụng dual để mà nó tăng thêm cái độ ẩm cho da của mình, cũng như là nó khóa cái độ ẩm làn da lại, tránh cho cái tình trạng mà chúng ta đang điều trị mụn mà chúng ta còn bị khô da hơn bình thường nữa. Rồi, bạn này á thì đặc biệt nữa có một cái chia sẻ của chị Duyên, đó là các bạn trẻ bây giờ rất thích mua bạn này với lại bạn serum B5. Đố Chloe biết tại sao á? Cho một làn da căng mọng á chị. Cho một làn da căng mọng như da em bé ha. Và ngoài ra thì các bạn bây giờ thì hay sử dụng retinol. Cho nên là retinol mà kết hợp với B5 á thì nó sẽ tăng cái công dụng, cái hiệu quả của retinol. Bởi vậy là hai bạn này đang là hai bạn hot, bởi vì luôn luôn kết hợp được với retinol. Nên là các bạn trẻ của mình rất hay sử dụng hai sản phẩm này. Và các bạn nhớ là đối với các bạn serum này nè các bạn, thì đây là serum Hyaluronic B5. Bạn này vừa bổ sung Hyaluronic Acid đa phân tử, vừa bổ sung thêm vitamin B5 để phục hồi sau tổn thương. Thì các bạn có thể sử dụng duy trì được, không sao hết, sử dụng lâu dài. Còn đối với bạn Cica Plus, đây là một bạn dòng dưỡng phục hồi. Mà giống như là Chloe chia sẻ thì đôi khi là da em bị khó chịu cái thì em sử dụng liền. Đúng rồi. Hoặc là đang điều trị cái gì thì em sử dụng, rồi sau đó thì sẽ ngưng và chúng ta sẽ sử dụng sản phẩm dưỡng. Rồi chúng ta lại gặp vấn đề thì chúng ta sẽ sử dụng. Dạ đúng. Dạ, bởi vì bạn này là dòng điều trị phục hồi cho nên các bạn có thể sử dụng một thời gian ngắn thôi cũng được, rồi các bạn nghỉ ngơi. Còn nếu như mà sử dụng chung với lại retinol này kia thì các bạn có thể sử dụng thường xuyên và liên tục luôn cũng được, mà hàm lượng vừa đủ thôi để phù hợp với da của mình ha các bạn ha. Rồi riêng hôm nay thì cũng có deal cho Cica Plus 35 nữa, mà chắc là để nhờ Chloe công bố đi ha. Dạ. Nói chung là về share deal thì Chloe luôn rất là hào hứng. Và ngày hôm nay thì bạn Cica Plus B5 này ở trên Shopee chúng mình sẽ được tặng thêm gel rửa mặt làm sạch cho da dầu nhạy cảm Effaclean 15ml và được giảm chỉ còn 309.000 thôi, và còn tặng thêm quà trị giá đến 300.000 trong khung giờ vàng. Tức là giảm còn 309.000 thôi mà được tặng thêm quà 300.000 trong khung giờ vàng, và chưa kể là tặng thêm cái tuýp gel rửa mặt 15ml nữa. Rồi chứ
kêu chủ rộng 15 ml là tip này nè các bạn. Và đối với một tip này thì các bạn chắc phải sử dụng cả hơn một tháng á chứ. Và tip này là 50 ạ. Tip này là 50 ml. 15 ml nhỏ hơn một chút xíu. À, ok. Tip đó thì các bạn có thể đi du lịch được. Đúng rồi, rất là tiện luôn. Thả vô cái giỏ là đi du lịch là coi như là đi khoảng chừng 3-4 ngày là thoải mái ha. Rồi. À, nói chung là Thùy luôn khuyên mọi người là nên có một tuyết kem này trong nhà. Bởi vì nó giống như là một cái SOS, kiểu những lúc mà da mình nó đang nhạy cảm, khó chịu, phản ứng á. Dạ đúng. Mà các bạn nên có sản phẩm này bởi vì là tới cái mùa này bắt đầu đi biển nè, đi chơi du lịch nè, là cái after sun nó là đôi khi các bạn có những sản phẩm after sun các bạn sử dụng các bạn không có quen hoặc là các bạn không có tương thích á, thì đây cũng là một cái sản phẩm dự sử dụng như after sun được. Nghĩa là sau cháy nắng thì các bạn có thể thoa lên là nó sẽ bớt làm dịu cái vùng cháy. Hợp lý ha. Rồi, cảm ơn Chloe rất là nhiều bởi vì là đã chia sẻ deal cho Shopee cùng với La Roboze. Và nãy giờ thì chúng ta đã dành rất là nhiều thời gian dành cho La Roboze rồi. Đúng không ạ? Và chị Duyên hồi nãy thì cũng có hỏi là Chloe dạo này á, là ngoài sử dụng La Roboze ra thì các thì Chloe còn sử dụng thêm một cái nhãn nào nữa. Bởi vì là bây giờ là trộm vía Chloe không có điều trị mụn nữa các bạn. Cho nên là Chloe đang chuyển qua một cái chu trình skincare khác để mà có một cái mục tiêu khác. Vậy thì chắc là Chloe bật mí cho các bạn mình. Có một sản phẩm mà em cũng mới review cách đây không lâu. Và đây là một sản phẩm cũng khá là mới của nhà Vichy của mình trong năm nay. Đó chính là bạn B3 Serum này. Và Chloe nghĩ là đến bây giờ thì chắc là các bạn đã thấy hình ảnh của cái lọ serum đỏ này rất là nhiều ở trên mạng rồi. Khắp mọi nơi, Chloe nghĩ từ Facebook qua TikTok, mọi người nói về bạn này rất là nhiều. Và em nghĩ là cũng phải có một lý do vì sao bạn này được đặc biệt yêu mến trong năm nay như vậy. Thì nói chung Chloe cảm thấy đây là một bạn rất là an toàn, rất là uy tín khi mà nói về cái chuyện là giảm thâm nám, làm sáng da, đều màu. Và em nghĩ là cái này chắc là nhờ chị Duyên giải thích rõ cho mọi người sao vì sao mà sản phẩm này nó chắc đặc là, biệt đến vậy. Chắc là chị sẽ giải thích công dụng thành phần với là công dụng của sản phẩm. Còn chút xíu nữa mà nói về cái cảm nhận của sản phẩm thì phải nhờ Chloe nữa. Dạ, ok. Bởi vì cho nó khách quan rồi. Rồi, ok. Thì đối với sản phẩm B3 này á, là bạn này có niacinamide 5%. Thì đối với hàm lượng niacinamide hay còn gọi là vitamin B3 đó, mà ở nồng độ 5% thì có khả năng làm sáng da, chống thâm nám, kháng lại những cái tình trạng sạm nám trên bề mặt da của mình. Và trong cái quy trình mà xuất hiện sạm nám á, thì nó sẽ có 3 bước xuất hiện sạm nám. Thì bạn này sẽ đánh vào 2 bước. Bước đầu tiên là bước thứ hai là cái bước di chuyển, có nghĩa là bạn này sẽ giúp cho những cái vết nám ở dưới bề mặt da khi nó di chuyển lên trên, nó sẽ được chia nhỏ ra, nó sẽ được tách nhỏ ra, khiến cho cái việc là nó xuất hiện trên bề mặt da của mình nó rất nhỏ và chúng ta sẽ không có cảm nhận thấy cái vết nám trên bề mặt da của mình. Thứ hai nữa là đối với những vết nám đã xuất hiện trên bề mặt da rồi thì bạn này có thêm thành phần LHA là một thành phần axit độc quyền của L'Oreal. Thì bạn này sẽ giúp cho cái việc là lấy đi cái tế bào sừng già chết trên bề mặt da và chúng ta làm sáng cái vùng da đó hơn. À, vậy thì đối với bạn này sẽ dành cho những cái bạn nào có làn da đang bị sạm, đang bị nám, đang bị tối màu ha. Ngoài cái thành phần B3 này ra thì bạn này sẽ có một số cái thành phần khác để giúp cho da của mình nó sáng mịn hơn. Đó là gọi là SATA 13% hoạt chất vàng, gọi là công thức vàng á, công thức hoạt chất vàng. Thì khi mà sử dụng thì đâu đó khoảng chừng 8 tuần, sau 8 tuần sử dụng là các cái vết sạm nám của mình nó sẽ được loại bỏ khoảng 84%, trên 90% là được loại bỏ rồi. Bạn này có thể sử dụng được buổi sáng và tối luôn, thay vì là trước đây ví dụ như các bạn sử dụng các cái sản phẩm peel da thì các bạn chỉ nên sử dụng buổi tối thôi. Thì bạn này là B3 cho nên là sử dụng được cả sáng và tối. Và đặc biệt nữa là bạn này không có gây tình trạng mà rát hay là sót trên bề mặt da của mình. Nên là những bạn nào mà có những cái tổn thương trên da mà bạn muốn sử dụng sản phẩm mà điều trị sạm nám thì bạn có thể chọn bạn này để mà sử dụng ha. Rồi, ngoài cái sản phẩm này ra thì chúng ta sẽ có một cái sản phẩm nữa cũng là dành cho da tối màu, da sạm nám mà sử dụng vào buổi đêm mà các bạn sẽ thấy trên sàn của Shopee á, thì các bạn để ý luôn, đây là sản phẩm Glycosi. Thì đối với bạn Glycosi này là giống như cái thành phần hồi nãy Duyên có chia sẻ, đó là bạn
có thành phần peel da, và bạn này có các loại axit để mà peel da cho mình, peel da cả vật lý cả hóa học luôn, nên bạn này sẽ giúp làm sáng da bề mặt rất nhanh. Làm sáng da bề mặt thì sẽ dành cho các bạn nào đang bị sẹo thâm sau mụn, có nghĩa là cái yếu tố mà thâm hoặc là tối màu sau sinh viêm á, sau viêm á, thì bạn sẽ chọn cái bạn glycosin này. Còn nếu như da của mình mà có tình trạng sạm nám hoặc ngăn ngừa sạm nám thì bạn sẽ chọn cái sản phẩm màu đỏ với B3 serum này. Rồi, cái này là chia sẻ về thành phần thôi ha. Còn bây giờ đang đợi Chloe chia sẻ về cái cách cái sử dụng của Chloe cũng như là cái cảm nhận nha. Thật ra thì trong hai bạn mà chị Duyên vừa mới nhắc đến thì Chloe dùng cái tinh chất cô đặc ampoule này, glycosin này rất là lâu rồi. Em dùng bạn này liên tục một thời gian và đúng là em cảm thấy là nó làm sáng da rất là nhanh. Nói chung là khi mà da mình nó sáng thì mình sẽ cảm thấy là da mình nó sẽ đều màu hơn, nó sẽ sáng hơn, mặc dù là có những hôm mình không cần skip makeup quá nhiều ban ngày mà da mình vẫn cảm giác là nó sẽ tươi tỉnh hơn. Và đây là một bạn mà em cảm thấy là chỉ cần dùng qua khoảng 2-3 đêm á là mình sẽ thấy cái tác dụng nó rõ rệt. Đúng rồi, là rõ rệt. Bởi vì nó ở tình dạng ampoule rất là cô đặc, cho nên là em cảm thấy dùng 2-3 đêm liên tục thôi là đã thấy cái sự khác biệt rồi. Còn gần đây thì đúng là Chloe đã chuyển qua dùng cái bạn bạn B3 này. Vì Chloe cảm thấy là đây là một sản phẩm ai cũng đang dùng hết, và thế là Chloe cũng rất là muốn thử. Và em cảm thấy là bước đầu khi dùng sản phẩm này á thì cảm thấy là da mình nó đều màu hơn. Nó đều màu hơn và kiểu nó cũng săn chắc hơn, nó khỏe hơn, nó săn hơn, đúng dạ đúng rồi. Bởi vì trong này nói chung là Chloe luôn thích dùng AHA BHA, thì bạn này có một cái công thức vàng như là chị nhắc đến là vừa có AHA BHA và niacinamide, cho nên là Chloe cảm thấy là cái sự peel da ở đây nó cũng không có quá là rất không là nhẹ. Dạ đúng rồi, cảm giác trên da của mình nó sẽ không có bị quá mạnh mà nó vừa đủ để mà có hiệu quả, mà da mình nó không có bị bong tróc hay là bất cứ cái gì hết. Nghĩa là các bạn cứ sử dụng và thấy da mình từ từ nó láng mịn hơn. Dạ đúng rồi. Và cũng cảm ơn Chloe rất là nhiều bởi vì đã tin dùng cái sản phẩm này ha. Sản phẩm đây là một bạn sản phẩm mới của nhà Vichy luôn, và chị Duyên cũng đang sử dụng bởi vì là da có hiện tượng là sạm nám do tuổi tác đó các bạn. Thì cái đối với cái hai bạn này thì khi mà chúng ta sử dụng cái bạn peel này nè các bạn, bạn peel buổi tối này nè, sẽ có một cái hình ở dưới đây, đó là cái ban đêm, là các bạn nhớ chị sử dụng ban đêm thôi ha. Thì các bạn giống như Chloe chia sẻ thì khoảng chừng 2 đêm là các bạn sẽ thấy sự khác biệt, thậm chí sau một đêm là buổi sáng là các bạn đã thấy da của mình mịn màng hơn rất nhiều rồi. Nhưng mà các bạn cũng nhớ giùm cho Duyên, đó là khi sau một đêm mà chúng ta sử dụng sản phẩm này thì sáng các bạn dùng một cái bông cô tông và các bạn sử dụng nước tẩy trang để các bạn lau lại một lần nữa. Bởi vì là sau cái quá trình mà một đêm á, có những cái xảy ra những cái hoạt động mà peel da hóa học và vật lý ở trên bề mặt da của mình đó, thì đôi khi những cái peel đó nó rất là nhỏ và nó tụ lại trong lỗ chân lông của mình. Mà nếu như mà như Chloe là có sử dụng sữa rửa mặt buổi sáng đi, nhưng mà đối với có một số bạn á là buổi sáng chúng ta chỉ có dùng nước thôi, tại vì thấy là sáng thấy da mặt mình nó mượt quá rồi, cho nên mình dùng nước thôi là đủ, thì nó sẽ khiến cho cái lỗ chân lông của mình nó bít tắc mà mình không biết được. Thì sau một thời gian tự nhiên peel da xong hoặc là sử dụng retinol xong mà tự nhiên thấy da của mình bị lóc lại, xong rồi cái bị nổi mụn luôn, mình cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng mà thật đó là các bạn chưa có làm sạch vào buổi sáng kỹ. Cảm ơn cái tip rất là quan trọng của chị Duyên ha. Tại vì đúng là có những hôm á, dạo gần đây em cảm thấy là có những hôm sáng dậy có thể là em sẽ không dùng sữa rửa mặt, nhưng mà em cũng sẽ dùng cái toner để em lau qua da. Thì như vậy cũng được đúng không chị? Đúng rồi, mình sẽ dùng toner để mình lau thông qua. Thông thường thì chắc là Chloe sẽ hay sử dụng toner có AHA, BHA để lau. Dạ đúng. Cho nên coi như là đã làm sạch rồi. Nhưng mà còn có những bạn là thói quen là sáng ra thấy cái da mình nó ẩm mọng, nó dễ chịu quá, cái mình rửa mặt bằng nước thôi. Thì vô tình là mình sẽ để lại những cái bụi bẩn bên trên mà mình không có biết được sau một đêm ấy. Dạ đó, đôi lúc chó. Cho nên Chloe nghĩ đây là những cái tip rất là quan trọng, mà kiểu đôi lúc mình nghĩ là mình đã dùng đúng sản phẩm cái da mình cần rồi, nhưng mà tại sao tình trạng da vẫn không cải thiện? Thì đôi khi chỉ là những cái tip, những nhỏ như vậy thôi, mình không có để ý. Rồi, cảm ơn Chloe rất là nhiều. Vậy chắc là bây giờ mình cũng đang có những cái câu hỏi nữa rồi, cho nên là mình sẽ xem câu hỏi một tí xíu nha. Em cũng xem bên livestream của em luôn, các bạn hỏi gì. Rồi, bạn hỏi là chị Chloe ơi, bây giờ đã có serum B3 nữa mà lại còn có các sản phẩm Miro 89, thì chị vẫn còn sử dụng Miro 89 cùng với B3 serum hay không, và cái quá trình sử dụng sẽ như thế nào? Đối với Chloe thì Chloe dùng Miro 89 như là một cái first serum vậy đó chị. Tức nghĩa là bây giờ là không nhắc đến, nhưng mà nó là đúng 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 vậy. Đúng rồi, thật ra tại vì Chloe cảm thấy Miro 89 là một sản phẩm mà
chắc là bây giờ rất nhiều bạn cũng đã dùng qua hoặc luôn có ở nhà rồi, bởi vì đó là một sản phẩm rất là basic. Nhưng mà Chloe cảm thấy là Mineral 89 là một cái sản phẩm mà nó sẽ giúp cái hàng rào bảo vệ da của mình nó luôn khỏe mạnh. Cho nên là thật ra là nhà em có em gái, em gái em thì cũng tầm mười mấy tuổi thôi và cũng đang tập tành dùng skincare dần dần. Và có thật ra là lần đầu tiên khi mà em với em hỏi em là bởi vì lúc đó da cảm thấy nó khô quá mà không biết nên bắt đầu dùng cái gì, thì lúc đó em đã đưa ngay cho chai serum Mineral 89 bởi vì nó rất là dễ nhẹ dịu, nó rất là an toàn cho da và kiểu không có một cái thành phần gì gọi là dư thừa trong này hết. Nó rất là pure, đối với em là một cái tinh khiết cực kỳ, đúng rồi. Không? Và cái bạn này đúng là như Chloe đã chia sẻ, sẽ dành cho những bạn nào mà mới bước vào trang điểm, chăm sóc da, có nghĩa là bạn cũng chưa biết là lựa chọn sản phẩm gì phù hợp mà cần một cái sản phẩm để mà giúp da khỏe hơn. Thì cái việc mà giúp da khỏe hơn là các bạn sẽ bổ sung khoáng cho da thì sao da sẽ mau khỏe hơn. Và em Chloe là bao nhiêu tuổi thì sử dụng này? Em Chloe, em lúc đó là khoảng 12, 13 tuổi thôi. Okay. Tại một cái hôm mà bắt đầu cảm thấy là da mình tự nhiên khô quá, nó nóng, nó nóng khô rát sau khi rửa mặt á, là em đưa ngay cho bạn này xài. Ok, với nghĩa là 12, 13 tuổi là lúc đó là bạn đang bước vào thời kỳ là sắp dị thì đấy. Dạ, cho nên là da có những cái biến đổi nó đột ngột hơn một chút xíu. Thì đối với chia sẻ cùng với mọi người, cùng với Chloe luôn, là bạn nhà chị năm nay 9 tuổi. Nhưng mà chị cũng hướng dẫn cho bạn này sử dụng cái sản phẩm Mineral 89 luôn. Và thường là bạn hay sử dụng theo kiểu gì không? Lúc còn nhỏ thì bạn té đó, xong bạn trời á, xong bạn lại lấy Mineral 89 bạn thoa. Tại bôi và nó mát mát, nó đúng mát rồi. Mà nó lại dịu rồi, nó mau lành cái tổn thương nữa. Nên là sử dụng bạn này là coi như sản phẩm này chắc là sản phẩm thứ hai trong gia đình chị, luôn luôn sử dụng luôn. Và bạn này có tên gọi là booster, có nghĩa là một cái vitamin trước cho da. Còn khi mà bạn này sử dụng trước thì bạn này sẽ kích thích cái cổng tế bào da, mở cổng tế bào da để giúp cho cái việc là da của mình nó khỏe hơn, nó ổn định hơn, để mà nó ăn được dưỡng chất khác tốt hơn, nó gọi là hấp thụ dưỡng chất khác tốt hơn á. Thì cả ngày nhiều khi đôi khi mình về mình mệt á, mình không ăn được nhiều cái thức ăn lắm, mình không ăn được nhiều dưỡng chất lắm, thì thôi bây giờ mình uống một ít vitamin vào, xong rồi mình nâng cao thể trạng mình hơn thì mình bắt đầu mình sử dụng các cái sản phẩm hoặc là mình ăn uống thì nó sẽ dễ dàng hơn, được không ạ? Thì bạn này y chang như vậy luôn. Và hôm nay thì cũng có deal cho bạn này, chắc là chị Duyên xin được phép chia sẻ luôn. Đó là khi mà bạn mua cái sản phẩm này thì bạn ngoài cái việc là các bạn được những cái giá tốt thì các bạn được tặng thêm một túi skincare trị giá là 350.000 và đặt thêm được một bộ chăm sóc da trị giá 130.000 nữa. Ồ, quá trời chương trình luôn, quá trời deal hấp dẫn luôn các bạn ha. Và chương trình này chỉ dành riêng cho các tín đồ mua sắm của Shopee thôi ha các bạn. Rồi, ở ngoài đây chị có thấy hai cái giỏ này nữa cũng dễ thương quá. Đúng rồi, nãy mình quên nói chị ha. Cái này hình như là mua bạn B3 serum mới là sẽ được tặng bộ này đó. Chị hình như là hồi nãy bên trong là chị có nghe là mua bộ B3, đúng rồi. Vậy là cái B3 Lip Serum. À, vậy thì đối với sản phẩm mới B3 Lip Serum là các bạn sẽ tặng được tặng một cái giỏ đựng đồ trang điểm rất là xinh xắn như thế này. Và một cái này là chị rất là thích để mà đựng thẻ đấy ạ. Và mọi người đừng quên là mua Effect Cloud Duo thì sẽ được tặng cái set bucket hat và cái dây đeo khẩu trang rất là xinh bên này nữa nha. Nói chung là ngày hôm nay chúng mình sẽ có rất là nhiều những cái phần quà, có rất là nhiều phần quà ngày hôm nay. Rồi, có rất là nhiều phần quà ha. Giống như Chloe chia sẻ thì nếu mà mua Effacla Serum thì chúng ta Effacla thì chúng ta sẽ tặng được một cái hộp phần quà bên kia, và nếu như mua Vichy thì sẽ nhận được cái bộ này. Dễ thương quá Chloe. Rồi, không biết là nãy giờ mọi người đã nghe những cái thông tin mà Chloe và chị Duyên chia sẻ, mọi người không biết, chắc là có rất là nhiều câu hỏi ha. Chắc là hai chị em mình lại đọc không mình đi chị ha. Ok, phải đọc câu hỏi thôi, tại vì chị thấy nhiều quá rồi mà bing bing liên tục. Rồi, đối với cái các bạn mà có tương tác á, thì mình phải đợi cái livestream kết thúc thì mình mới đếm được cái số lượng tương tác. Cho nên cái công bố kết quả sẽ vào ngày 21 tháng 4 trên từng cái platform ha các bạn ha. Rồi, em có một câu hỏi mà em nghĩ là chị Duyên sẽ rất vui vẻ để trả lời câu này. Đó chính là em đang dùng peel da nên da em rất dễ bắt nắng. Liệu kem chống nắng của La Roche-Posay có đủ đô để chống nắng không ạ? Câu hỏi của bạn Trần Anh trên livestream của Chloe. Ok, cảm ơn Trần Anh. Rồi, đối với kem chống nắng của La Roche-Posay thì
luôn luôn sử dụng được theo các kiểm nghiệm da liễu thì có thể sử dụng được cho những người da đang nhạy cảm, những người đang sử dụng các cái quy trình chăm sóc da có xâm lấn một chút, ví dụ như là peel da nè, ví dụ như là lăn kim nè, hoặc sử dụng những cái hoạt chất như retinol hoặc là những hoạt chất peel da khác. Vậy thì đối với kem chống nắng của La Roche-Posay hiện tại thì mình không có trên bàn này, cho nên là chị xin lỗi là chị không có sản phẩm để mà cầm thử cho các bạn ha. Thì đối với kem chống nắng này thì mình có một cái quang phổ rộng nên là mình có khả năng chống được cả tia UVA là cái tia gây kích ứng và tia gây lão hóa cũng như là UVB. Và các bạn có thể xem trên cái sản phẩm sẽ có chữ UVA khoanh tròn ha các bạn ha, tức nghĩa là loại bỏ hoàn toàn tia UVA. Nên là đối với quang phổ rộng và cái màng lọc riêng của La Roche-Posay thì bạn này có khả năng xử lý được các cái vấn đề về tia bức xạ, tia UV dành cho những da cực kỳ nhạy cảm, những da đang cực kỳ mỏng, cực kỳ yếu luôn. Nên là bạn nhà mình thì cứ yên tâm sử dụng chọn sản phẩm của La Roche-Posay. Và cũng có một số cái chứng minh trước đây thì Chloe có livestream cùng với nhà La Roche-Posay rồi á, thì có một cái máy là máy UV cam á, thì mình có thấy là khi mà thoa đều á, thì khoảng 8 tiếng sau thì cái lượng kem chống nắng trên của La Roche-Posay trên bề mặt da của mình vẫn được giữ ổn định nếu như mà mình chỉ có hoạt động trong nhà thôi. Rồi, vậy thì câu hỏi đó cũng là một câu hỏi của bạn hỏi về peel da lăn kim. Vậy thì có một bạn Bích Phượng hỏi là peel da lăn kim thì sử dụng sản phẩm nào để phục hồi trị thâm mà không bị quá tải. Thì sẽ có hai sản phẩm mà bạn có thể sử dụng được. Một sản phẩm của nhà Vichy sau khi lăn kim bạn sử dụng được liền, đó là sản phẩm Miro 89. Đây ạ, sử dụng được ngay luôn ha. Và sản phẩm thứ hai đó là sản phẩm của nhà La Roche-Posay để dành cho những bạn mà da có cảm giác là khó chịu hoặc là da có cảm giác là nó hơi đau, hơi rát một chút xíu, nó hơi tức da một chút xíu, thì các bạn có thể chọn bạn Cica Plus 3B5 của La Roche-Posay, được không ạ? Vậy thì hai sản phẩm này các bạn có thể sử dụng ngay sau khi lăn kim hoặc peel da. Nói chung đây đều là hai sản phẩm mà em thấy là lành tính nhất, dùng trong trường hợp nào cũng được, độ tuổi nào dùng cũng được luôn. Ok, đúng rồi. Và sử dụng cho cả gia đình luôn đó. Và mọi người nên nhớ là bên cạnh những cái phần quà rất là đặc biệt dành cho bốn bạn tương tác nhiều nhất ở trên livestream ngày hôm nay, thì trong livestream này Chloe và chị Duyên cũng tặng cho mọi người những cái voucher nữa. Hiện tại những bạn đang xem trên Facebook thì cái Chloe cũng pin cái voucher đó ở trên comment của mình, đó chính là La Roche-Life, La Roche-Life và Vichy Life. La Roche-Life là dành cho sản phẩm của La Roche-Posay, còn Vichy Life là dành cho sản phẩm của Vichy. Vậy thì các bạn nhớ là các bạn nào mà đang coi trên platform của Shopee thì các bạn có thể là collect luôn voucher luôn. Còn bạn nào đang coi trên cái fanpage của Chloe hoặc là của Vichy hoặc của La Roche-Posay thì các bạn nhớ là các bạn ghi lại cái mã để các bạn có thể mua sản phẩm với giá tốt ha các bạn ha. Theo Chloe được biết thì hai cái voucher này sẽ giảm 50.000 trên đơn từ 0 đồng. Cho nên mọi người hãy áp cái voucher này khi mà thanh toán ở trên app của Shopee ha. Wow, rất là nhiều chương trình. Bây giờ không biết các bạn có nhớ được hết không, nhưng mà nói chung là các bạn khi các bạn mua sản phẩm ngay tại Shopee từ ngày bao nhiêu ta? Hôm nay cho đến ngày 21. Hôm nay là ngày 20, 20, 21 thì các bạn sẽ được nhiều chương trình ưu đãi của cả hai nhãn hàng Vichy và La Roche-Posay. Và các bạn theo dõi cái livestream này thì các bạn cũng biết được những sản phẩm mà các bạn có thể lựa chọn cho phù hợp với lại nhu cầu chăm sóc da của mình. Và đặc biệt là bây giờ cũng gần hết thời gian rồi, cho nên là không còn nhiều thời gian để mà Chloe cùng với chị Duy chia sẻ tiếp về những cái thông tin cũng như là những cái cách chăm sóc da nữa. Nhưng mà các bạn cứ yên tâm, các bạn đặt câu hỏi vào trong fanpage hoặc là các bạn đặt câu hỏi vào trong inbox cho Chloe hoặc là inbox cho Shopee thì các bạn cũng sẽ có những bạn chuyên viên tư vấn cùng share kinh nghiệm với các bạn ha. Và các bạn có thể theo dõi kênh của Chloe để mà hay quá, cảm ơn chị Duyên. Để mà có những cái tiết chăm sóc da phù hợp với các bạn trẻ thì các bạn thích theo dõi các cái TikTok hoặc là YouTube như kiểu như vậy ha. Nói chung là những bạn nào mà follow Chloe thì cũng đã thấy sản phẩm của La Roche-Posay và cả của Vichy xuất hiện rất là nhiều, kể cả là trên Facebook hay là trên YouTube video của Chloe. Và Chloe hy vọng là những cái skincare routine mình chia sẻ cũng như là những cái thông tin mà Chloe và chị Duyên đã nói trong livestream này cũng sẽ giúp mọi người lựa chọn những cái sản phẩm phù hợp với da của mình và tình trạng mụn của mình ha. Rồi, cảm ơn Chloe rất là nhiều, cũng như là cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với livestream của nhãn hàng La Roche-Posay và Vichy phát cùng với lại kênh bán hàng thương mại điện tử Shopee. Và hôm nay thì kết thúc chương trình và gửi lời cảm ơn đến các nhãn hàng cũng như là Shopee đã tạo điều kiện cho cả ba nhãn hàng cùng đồng hành với nhau và cùng đồng hành với Chloe và chị Duyên ha. Dạ, hôm nay Chloe đã rất là vui và hy vọng là mình cũng đã có những cái thông tin hữu ích. Và Chloe và chị Duyên, La Roche-Posay, Vichy, Shopee cũng sẽ công bố các bạn thắng giveaway vào ngày hồi nãy chị Duyên nói 21 tháng 4. 21 tháng 4 là ngày mai thôi ha. Là livestream
công bố sẽ trên ngay trên cái livestream luôn. Ok. Ok. Cảm ơn Chloe. Cảm ơn mọi người. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại.